Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem. Đây, đầu tiên là mấy cây cần câu tay trước nha. Đây, cần tay cần đơn Olympic. Đây, chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này 75-80% nha mọi người. 75-80%. Cần này cần lóng dài nha. Đây, một lóng của nó dài 1, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Cần này dài 3m nè, thu vào 92cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 120g. Đây, đây là cái số 1, 120.000. Số 1, 120.000. Số 2, đây, tiếp tục là một cây cần tay, mắc tem nè, chất liệu là fib. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85-85% trở lên. Đấy, đọt lớn này, đọt lớn nha. Đấy, đọt lớn, lóng dài, 1, 2, 3, 4 lóng. Cây cần này dài 3m6, thu vào 98cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 140g. Nó bị mắc cái nắp đại chân cần này, để mọi người về chế cái nắp xu vào nhé, chế cái nắp xu vào, đơn giản thôi. Cây này cây số 2, số 2 120.000, số 2 120.000. Số 3, tiếp tục một cây cần tay, mắc tem là chất liệu là fib nha mọi người. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cây cần là khoảng 80%. Đây, đọt lớn nha. Đọt lớn nha mọi người. 1 2 3 4, cũng là 4 lóng nha. Cần này dài 3m rưỡi, thu vào là 1m02, đọt là 2,1 ly, cân nặng 140g. Cái này cây số số 3, 140.000. Số 3, 140.000 nha mọi người. Số 4 là một cây cần tay kinh tinh, chất liệu là fib, ngoại hình của nó khoảng cỡ 80% trở lên. Đấy, đây này cũng đọt lớn nè. Đấy, đọt lớn nhé. 1 2 3, nó 3 lóng thôi. Cần này dài 2m7, thu vào là 99cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 80g. Mắc cái nắp đại chân cần nhé, mắc cái nắp đại chân cần nên mình phải dán keo cho không tụt cái lóng ra. Đây này cây số 4, 101. Số 5 là một cây cần Naniwa, chất liệu là fib, ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%, 85%. Đấy, đọt này, đọt mạnh nhé. Đấy, 1 2 3 4 5, 5 lóng nha mọi người. Đây, cần này dài 4m3, thu vào là 1m, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 5, số 5 170.000, số 5 170.000 nha mọi người.
số 6 là một cây cần Ebisu, chất liệu là fib nha mọi người, chất liệu là fib, ngoại hình của cây cần là khoảng 75%. Đấy, độc của nó bị gãy một đoạn độc nhé, nó bị gãy một đoạn độc rồi nha mọi người, nhưng mà không sao cả. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lắm nha mọi người. Cái cần này dài 5m3 này, thu vào là 99cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 220g. Cây này cây số 6. Số 6. Đây. Nó cái này nó có thay cái nắp đại chân cần này, thay cái nắp đại chân cần này nhé. Cái này 170.000. Số 6 170.000. Đây. Số 7 tiếp tục là một cây cần Naniwa nữa. Naniwa nữa. Chất liệu là fib, ngoại hình của cây cần này khoảng 80-85%, đọt đây, đọt mảnh nhé. Đấy. 1 2 3 4 5 5 lóng. Cái cần này dài 4m3, thu vào là 1m, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 160g. Cái này cây số 7. Số 7 170. Số 8 là một cây cần của hiệu gì đây, mắc tem này nha mọi người, chất liệu là fib, ngoại hình của cái cần này khoảng 75%, 75-80%. Đây, đọt cũng khá là cứng cáp nha mọi người. Đấy, ok. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 lóng rồi. Đấy. Cái gần này nó cũng bị mắc cái nắp chân gần này, mắc cái nắp để vặn cái chân gần này, về mọi người chế lại nhé. Gần này dài 5m1, thu vào là 85cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng 280g. Đây là cái số 8. Số 8. Cái này 170. Số 8 170. Số 9 là một cây cần tay Nixing. Chất liệu là fib, ngoại hình của cây cần này khoảng 70-75%. Này, đọt của nó. 1 2 3 4 5 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Đây, cần này dài 5m5, thu vào là 1m02, đọt 0,8 ly, cân nặng 300g. Cây này cây số 9. 9 160.000. 160.000 nha mọi người. Số 10 là một cây cần tay Kington. Kington, chất liệu là fib nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80%. Đây, đọt lớn này. 1 giống. 2 3 4 4 giống nha.
hướng dốc. Cái cân này dài 3m6, thu vào là 1m, đột là 2,2 ly, cân nặng là 160g. Cái này cái số 10, 150.000. Số 10, 150.000. Số 11, đây cái cân này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây, đột 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Mọi người muốn biết cái độ to của cái cần thì mọi người nhìn theo ngón tay của mình nha mọi người. Đây, ngón tay của mình đây, nhìn theo ngón tay của mình là được. Cần này dài 4m, thu vào là 95cm, đột là 0,7 ly, cân nặng 140g. Cái này cây số 11. Một 150.000. 11 150.000 nha mọi người. Mười hai là cái cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người, thành nhỏ rồi. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75%. Đây, đọt mảnh. 1 lóng, 2 3 3 lóng tất cả nha. Cần này dài 2m4, thu vào là 86cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 60g. Cái này số 12. 12 100. 12 100 nha mọi người. Số 13 là một cái cần tay Ryobi, chất liệu là phíp. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 65-70%. Đấy. Đọt của nó đây. Đọt nó không biết có thay chưa mà nhìn nó khác màu nha mọi người. 2. Đây. Này. Dính cái gì á. Đây. 2. 3. 4. 5. 6. 6 ấm nha mọi người. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m03, đột là 0,8 ly, cân nặng là 320g. 320g nhé. Cái này cây số nó bị mắc cái nắp đại chân cần nhé. Mọi người về chế lại. Cái này cây số 13. Và cái này bán 130.000. 13 130. Rồi. 14 tiếp tục cái cần tay này. Đấy, chỗ này dính bằng keo dán thôi nha mọi người, bằng keo dán thôi chứ không có gì cả. Đấy, về rửa lọc ra, dính xi keo. Lấy xi dầu chà lẫn ra nhé. Đấy. Chất liệu là phíp, cần tay chất liệu phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75%, 75-80%. Này, đột cũng khá là to nhé. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 7 lóng luôn. Cái cần này dài 5m5, thu vào là 89cm, đột là 1,7 ly, cân nặng là 300g. Đây, cái này cây số 14. Cái này bán 190.000. 14 190.000 nha mọi người.
gì đó. Đang cà lê mở không được à? Coi thử ra ngược hay đang thủng nữa kìa. Đưa máy thanh niên mở ấn lúc đồ tùm lum đang quay video mà để đó đi nói chuyện. Đây tiếp theo đây mọi người, cây cần tay ngoại hình khá là xấu xí. Đấy, như mọi người thấy nhé. Đấy, chất liệu là fib. Đấy, ngoại hình thì mọi người đã thấy như thế này đây, xước sát khá là nhiều. Đây, đọc của nó 1 2 3 4 5 6 sáu lắm nha mọi người. Sáu lắm. Cái cần này dài 5,5 m này, thu vào là 1,02 m, độc là 0,9 ly, cân nặng là 400 g. Đấy. Cái này cây số 15. Đấy. 90.000. 15 90.000 nha mọi người. Sáu là một cây cần ISO, Daiwa ISO, chất liệu là fib nha mọi người. Đấy, chất liệu là fib. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80-85%. Đây, bát Fuji FS6. Khoan, dàn khoan. Đấy. Ok. Dàn khoan còn đá đấy, ok nha mọi người. Đây. Này, khoan này là khoan không đá nha, chứ không phải là mắc đá nha mọi người. Khoan này khoan trơn luôn chứ không đá nha, không có dùng đá nha mọi người. Đấy. Đọt này. 1 2 3 4 5 6 6 lóng nha mọi người. Sao lắm. Dài 4,6 m, thu vào 91 cm, độc là 1,1 ly, cân nặng là 260 g. Cây này cây số
16 350.000. 16 350.000. Mười bảy tiếp tục là một cái cần ISO. Đấy, cần này, của hiệu gì đây ta, của hiệu gì đây mà có cái hình vương miệng này, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Màu hình của cái cần này khoảng 80%. Đấy, bát Fuji FX7, bát trượt này. Dàn khoan này, ok, khoan còn đá đồ ok nha mọi người, không vỡ nứt gì nhé. Đấy, đọt lớn này. Một, hai, ba, bốn, năm lóng nha mọi người, năm lóng tất cả. Đấy, cái cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,04 m, đọt là 2,1 ly, cân nặng 340 g. Đấy, cái này cây số 17, 17, 380.000. 17, 380.000. Mười tám là một cây cần ISO Daiwa, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, ngoại hình của cây cần này khoảng 85% trở lên. Bát Fuji FX7. Đấy, nó có tất cả là 7 lóng. Đây, dàn khoan của nó ok nha. Đang ok nhé, khoan Fuji ok. Đá còn nguyên, không gãy nứt gì cả. Đây, đọt cũng khá là to nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này chất liệu phíp với sợi thủy tinh nha mọi người. Đây, ok, này lóng dài, dài 5,4 m, thu vào 92 cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 420 g. Cái này cây số 18, 18, 400, 18, 400 nha mọi người. Số 19, 19 cũng là một cái cần ISO Daiwa này, Daiwa này, còn tem này, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80-85%. Đấy, đọt của nó đây, đọt này chắc bị đọt với hai cái khoan đầu này chắc bị thay rồi nha mọi người. Đấy, đầu chỗ này thiếu mất cái khoan nữa này. Đấy, chỗ này mất cái khoan nữa này. Cái này còn dàn khoan nhé. Đấy, về mọi người thích thì thay cái khoan, thay thêm cái khoan này vào. Đấy, đọt này, một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu lóng nha mọi người. Đấy, cái này hình như nó bị gãy đọt, có người ta hạ đọt luôn rồi, gãy đọt có người ta hạ đọt rồi, tại vì cái lóng đọt thì nó hơi ngắn nhé, lóng đọt thì nó hơi ngắn. Đấy, con xem cái này còn bao nhiêu mét. Dài 5,3 m. Ôi chắc bị gãy 10 phân à. Dài 5,3 m, thu vào 1,11 m, đọt là 1,25 ly, cân nặng là 420 g. 420 g. Cái này cây số 19, 350.000.
19, 350.000 nha mọi người. Số 20. Đấy, 20 là một cái cần Daiwa ISO, chất liệu là fib. Đấy. Hình của nó thì khoảng 80% trở lên. Dàn khoan thì ok, chỉ có một cái khoan chỗ này nó bị mắc đá này, một cái khoan chỗ này bị mắc đá thì về mọi người thay cái khoan này đi nhé. Thay khoan. Đấy. Thay khoan hoặc kiếm một cái khoan tương tự mà còn đá, lấy đá ra bỏ vào đây. Lấy cái phần đá ép vào đây nhé. Đấy, tùy mọi người nhé. Rồi. Đọc này. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lóng nha mọi người. Tám lắm tất cả. Đây, bát FX7. Cái cần này dài 6m, thu vào là 96cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 640g. Cây này cây số 20. 20. 420.000. 20, 420.000 nha mọi người. Đây là số 21, cũng là một cái cần Daiwa ISO, chất liệu là fib nha mọi người. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đây. Dàn khoan. Đấy. Dàn khoan ok nha mọi người, khoan ok. Đá đồ còn đầy đủ. Ba cái khoan này và ba cái loại thể loại khoan mà không dùng đá này. Đấy, chắc người ta thay vào. Nhá. Đây, đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lóng nha mọi người. À, cái này dính keo giấy nha mọi người, keo giấy thôi, về rửa đi nó sạch ra. 8 lóng. Cần này dài 7m2, thu vào là 1m09, đột là 1,4 ly, cân nặng là 740g. 740g nhé. Đây này cây số mười mấy ta? Đây là cây số 21. 21 nha mọi người. 21. 21. Cây này vẫn 480.000. 21 480.000 nha mọi người. Dài 7m2, thu vào là 1m09. Đọt là 1,4 ly, cân nặng 740g. Đấy. Tiếp theo là một cái cần 3 khúc. 3 khúc Daiwa nha mọi người, 3 khúc Daiwa. Chất liệu là fib. Đấy, chất liệu là fib. Dàn khoan đồ còn ok này. Đấy, khoan còn ok nhé. Ngoài khoan mình không có ráp ra cho mọi người, mình chỉ uống thử cái đọt cho mọi người xem thôi. Đây, đọt này. Đọt khá là to nhé, cứng lắm nha mọi người. Ok. Đấy, ngoại hình của nó. Ngoại hình của nó khoảng 80% trở lên. Bát Fuji FX7. Đấy, cần này dài 3m9, thu vào cần này câu lục nha mọi người. Dài 3m9, thu vào 1m37, đọt là 3,3 ly, cân nặng là 680g. 680g. Cái này cây số 22. Đấy. 22. Cái này 550.000 nha mọi người.
550, 22, 550. Số 23, 23 là một cái vợt Olympic. Cái vợt Olympic nha mọi người. Đây, chất liệu là fib. Vợt Olympic đây, đầu vặn lên nữa. Vặn thêm cái vợt vào nữa là dài 4.2 nha mọi người. Còn nguyên bản cái vợt của nó là chưa có đầu vợt, chưa có đầu vợt vặn vào thì là 3.9 nhá. Một lóng này, hai lóng này, ba lóng này, bốn lóng nhá, bốn lóng. Ngoại hình của cái vợt này thì khoảng 85-90% trở lên. Đấy, mọi người còn xem này, sáng bóng đẹp này. Đấy, cái này thì cũng cỡ sưu tầm được. Nước sơn sáng bóng đẹp như thế này cũng sưu tầm được nha mọi người. Đấy, ok, 85-90% cỡ như thế này nè, sưu tầm được rồi. Đấy, tem này, vợt nhé. Càng này cắn vật này hiện tại đang là 3.9 nhá. Về gắn cái đầu vật vào nữa thì khoảng cỡ 4.2 đó, đúng rồi đó. Thu vào là 1m12. Thu vào 1m12, cân nặng là 440g. 440g. Cái này cái số 23. 23. 370. 23, 370 nha mọi người. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình lấy ship code nha mọi người. Còn một cái nữa là hàng mình gửi đi thì tới nơi mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra, nên mọi người phải kiểm tra cẩn thận xem hàng có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển, thì có gì thì báo ngay cho mình để đôi bên cùng giải quyết nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ nhận bừa xong rồi báo mình bị này bị kia nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.